Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Làng hoa Phụ Long, xã Nam Phong, thành phố Nam Định chuẩn bị hoa phục vụ thị trường Tết. Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam huy động được gần 460 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn. Hiệu quả câu lạc bộ nông dân với pháp luật phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình. Thái Bình hiện quản lý trên 3.300 người nhiễm HIV. Dừng sản xuất nước sạch tại nhà máy nước xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Mới đây tại phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình chuyển giao kỹ thuật khoa học công nghệ trong thâm canh cây cam vinh, cam vi 2 trên địa bàn tỉnh. Được triển khai từ tháng 1 năm 2018 trên quy mô diện tích 6 hectare tại xã Hoàng Hoa Thám và phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tham gia mô hình chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thâm canh cam vinh và cam V2, 11 hộ dân được hướng dẫn chăm sóc đúng kỹ thuật từ cách bón phân đến cắt tỉa cành. Sau 10 tháng triển khai, cây cam vinh và cam V2 đều sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ đậu quả cao, mỗi cây khoảng 100 quả. Cam có mẫu vỏ màu vàng chanh, ruột vàng, nhiều nước, hương thơm. Năng suất của cam vinh đạt 20 tấn một hectare, cho lãi 139 triệu đồng và cam V2 năng suất đạt gần 22 tấn một hectare, cho lãi hơn 220 triệu đồng và đều cao hơn từ 10 đến 15% so với diện tích trồng ngoài mô hình. Qua đánh giá, mô hình này góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo tiền đề quy hoạch vùng trồng cam tập trung, nâng cao thu nhập cho nông dân. Thưa quý vị và các bạn, hơn 2 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán, nhưng thời điểm này, nhiều nông dân các làng hoa thuộc xã Nam Phong đã chuẩn bị cây giống phục vụ cho thị trường hoa Tết. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại làng hoa Phụng Long, xã Nam Phong, thành phố Nam Định. Khu vườn trồng hoa cúc của ông Bùi Mạnh Dũng, xã Nam Phong, thành phố Nam Định. Chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán, ông Dũng cùng gia đình đã nhân giống và ươm trên 1.000 chậu cúc đại đoá từ dịp cuối tháng 10. Bên cạnh đó, ông cũng nhân giống nhiều loại cúc khác để bán ra thị trường, phục vụ mùa hoa Tết. Diện tích canh tác nhà tôi thì cả vườn trong vườn ngoài nó khoảng 7 sào. Còn chủ yếu là tôi đi vào cái cây cúc, cúc hoa và cúc giống. Hiệu quả kinh tế thì chắc chắn là nó hơn lúa mới lại hơn rau màu các loại cây khác nhiều. Như cái giá cả năm nay mà nếu mà làm một sào giống trong vòng thời gian khoảng 4 tháng mà trừ hết chi phí đi thì cũng còn được tầm 30 triệu trên một sào. Với những loài hoa chưa tự sản xuất được cây giống như hoa ly, cát tường, tulip, nhiều hộ dân làng hoa Phụ Long lại tìm cách nhập giống từ nước ngoài, đầu tư kho lạnh bảo quản giống để chủ động nguồn giống và kịp thời cung cấp hoa cho thị trường đúng dịp Tết. Giống ly thì dạng khoảng độ như mình thường thường vẫn năm ngoái khoảng vạn, năm nay cũng tầm đấy, cứ khoảng 1 vạn cây. Tức là nhà vườn thì mình cứ tính mình trồng thôi, chứ còn hiệu quả kinh tế mà nếu như mà được vào trúng vào vụ thì nó mình cứ bán khoảng tầm 30-35 nghìn một cây. Làm cái vườn này thì phụ thuộc gần như là tới 95% vào thời tiết, chăm bón với lại áp dụng khoa học kỹ thuật thì chỉ có được 5% thôi. Năm nay, nhiều hộ dân ở Nam Phong chưa có điều kiện đầu tư nhà kính để trồng hoa thương phẩm. Vụ mùa còn phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết. Những ngày xuống giống hoa cho vụ Tết 2019, thời tiết có nắng ấm, tạo điều kiện thuận lợi để cây sinh trưởng và phát triển. Đây chính là cơ sở để người nông dân tin tưởng vào thắng lợi của vụ hoa Tết năm nay. Những năm gần đây, huyện Thuận Thành đã tập trung rà soát quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao, đồng thời tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp của địa phương. Trong sản xuất trồng trọt, đến nay trên địa bàn huyện có 2 mô hình đầu tư xây dựng 13.000 m2 nhà lưới công nghệ cao trồng dưa lưới, rau thủy canh. 5 chủ hộ đầu tư xây dựng 5.000 m2 nhà máy tre để trồng rau an toàn, 2 cơ sở đầu tư trồng rau hữu cơ với diện tích 20.000 m2, hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao theo tiêu chuẩn Việt Gáp với tổng diện tích 50 ha, mô hình trồng dưa chuột tại xã An Bình trên diện tích 20 ha. Chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao được nhiều hộ áp dụng, toàn huyện có 23 trang trại chăn nuôi theo công nghệ chuồng kín,
một trang trại chăn nuôi hữu cơ áp dụng hệ thống làm mát, điều khiển nhiệt độ chuồng nuôi. Phong trào nuôi cá lồng trên sông tiếp tục phát triển. Trên địa bàn huyện có 5 hộ nuôi cá lồng trên sông Đuống với tổng số 262 lồng cá tại 3 xã ven sông Mão Điền, Đại Đồng Thành và Đình Tổ, năng suất bình quân từ 5 đến 6 tấn một lồng trên năm. Nếu chạy hết công suất ngày đêm, nhà máy chế biến gạo của công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Cúc, cụm công nghiệp Xuân Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình có thể sản xuất được 200 tấn gạo một ngày. Tuy nhiên, hiện nay có những khó khăn của thị trường xuất khẩu gạo ở Trung Quốc nên công suất của nhà máy mới chỉ đạt 30%. Là một trong hai doanh nghiệp gạo của tỉnh Thái Bình được Bộ Công Thương cấp phép xuất khẩu gạo, sản phẩm gạo của công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Cúc được sản xuất trên dây chuyền khép kín, được đánh giá là hiện đại. Hiện công ty có nhà máy xay sát lương thực hiện đại và tiên tiến với công suất 16 tấn một giờ, 100.000 tấn một năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh xuất khẩu gặp khó khăn, hiện nay mặt hàng nông sản chế biến của công ty mới xuất khẩu được khoảng 10.000 tấn. Công ty đang tích cực để tìm kiếm thị trường xuất khẩu, trong đó đã khai thác được các thị trường như Cộng hòa Séc và Pháp. Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tới hội viên nên phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong tỉnh Ninh Bình ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Xác định thực hiện tốt phong trào sản xuất kinh doanh giỏi là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Do vậy, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tập trung thực hiện các chủ trương lớn trong nông nghiệp như liên kết 4 nhà trong sản xuất tiêu thụ, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, dạy nghề, hỗ trợ nông dân vay vốn. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đưa vào thử nghiệm các giống cây trồng con nuôi mới, dần hình thành vùng sản xuất chuyên canh tập trung, tạo ra lượng hàng hóa lớn có giá trị kinh tế cao. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 430 hộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 435 hộ được Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã tặng giấy khen, 8 hộ nông dân được cho tặng danh hiệu Hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2014-2018. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã huy động gần 460 tỷ đồng đầu tư xây dựng các hạng mục công trình nông thôn. Khối lượng công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng có tổng kinh phí đầu tư trên 300 tỷ. Nhóm tiêu chí cơ sở hạ tầng của huyện cơ bản đạt chuẩn so với Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Hệ thống giao thông thủy lợi, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa đã được sửa chữa nâng cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện nay, huyện Bình Lục vẫn tiếp tục huy động vốn đầu tư ước khoảng trên 200 tỷ đồng để sớm hoàn thành 9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2019. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung chương trình. Với một lòng hướng về quê hương, ông Vũ Sĩ Phúc hiện đang sinh sống tại số 10, Hàng Đồng, thành phố Hà Nội. Công đức 800 triệu đồng tu sửa tôn tạo các công trình kiến trúc, đình chùa tại xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ông Phúc từng sinh sống tại thôn Ân Thi 2, xã Hồng Quang, gần 60 năm xa quê, nhưng ông Phúc luôn tích cực đóng góp và có nhiều việc làm cùng nhân dân xây dựng quê hương. Điển hình là từ năm 2015, ông Phúc đã đóng góp 800 triệu đồng để tu sửa, tôn tạo các công trình văn hóa khang trang, sạch đẹp, phục vụ sinh hoạt văn hóa, tôn giáo cho nhân dân trong vùng như Đình Tây, Chùa Tây Thi, thôn Ân Thi 3, Đình Đông, Chùa Đông, thôn Ân Thi 1 và Chùa Vũ Dương, thôn Vũ Dương. Ngoài ra, hiện gia đình ông còn đang đóng góp cùng với bà con trong xã xây dựng nâng cao tiêu chí nông thôn mới. Tôi rất mừng, tôi rất phấn khởi là vì số tiền tôi bỏ ra thì rất có ích. Rất là thiết thực cho địa phương, tôi sẽ ủng hộ tiếp nữa. Vì sao? Vì mỗi một cái số tiền tôi ủng hộ cho địa phương mà, tôi thấy nó phát huy được tác dụng lắm. Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức trung khảo và tổng kết cuộc thi Ý tưởng Thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp năm 2018. Cuộc thi Ý tưởng Thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp được phát động từ ngày 5 tháng 10 năm 2017 và được 100% các huyện thị thành đoàn nghiêm túc triển khai theo đúng nội dung kế hoạch. Sau một năm triển khai, ban tổ chức nhận được 150 hồ sơ ý tưởng, dự án khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên, doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên mới đăng ký kinh doanh. Hơn 30 dự án ý tưởng lọt vào vòng sơ khảo. Qua đánh giá sàng lọc, ban tổ chức đã chọn 10 dự án ý tưởng xuất sắc nhất vào vòng trung khảo. Trong đó, 7 dự án thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, 2 dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, 1 dự án thuộc lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin.
Tại vòng chung khảo, các tác giả có thời gian từ 7 đến 10 phút trình bày trước hội đồng thẩm định về sáng kiến, ý tưởng của bản thân và 10 phút phản biện trước hội đồng thẩm định. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho tác giả Lê Thị Nga với dự án ứng dụng vận tải thông minh Next Landing tại Bắc Ninh, đồng thời trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các dự án ý tưởng khởi nghiệp tham dự chung khảo. Phòng Giáo dục Đào tạo và Trường Tiểu học Tứ Minh, thành phố Hải Dương vừa tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề Theo dòng lịch sử Việt Nam, với sự tham gia của hơn 1.300 học sinh nhà trường và các thầy cô giáo, đại diện cho 28 trường tiểu học trong thành phố. Nằm trong chương trình ngoại khóa, học sinh các khối lớp được xem phim lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ và trả lời các câu hỏi và nhận quà của ban tổ chức. Tham quan các khu trưng bày tái hiện lại lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước qua từng giai đoạn. Buổi đầu thời kỳ dựng nước và giữ nước, thời kỳ phong kiến, thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, lịch sử từ năm 1975 đến nay, Hải Dương xưa và nay. Qua các hoạt động này, giúp các em học sinh nắm được hệ thống lịch sử hình thành, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, tinh thần đoàn kết, lòng quả cảm và sự hy sinh quên mình cho Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Nhằm tôn vinh văn hóa đọc, khẳng định vai trò vị trí tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, Trường Trung học Cơ sở Vũ Chính, thành phố Thái Bình tổ chức ngày hội đọc sách vì tương lai với những thông điệp rất ý nghĩa. Tại ngày hội, mỗi học sinh giới thiệu những tác giả, những cuốn sách ý nghĩa, đồng thời bày tỏ quan điểm và phương pháp của mình với việc xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội, góp phần xây dựng có hiệu quả thế hệ đọc tương lai. Đây là năm thứ hai Trường Trung học Cơ sở Vũ Chính tổ chức ngày hội đọc sách, thu hút sự quan tâm của học sinh toàn trường nhằm tôn vinh quảng bá cho văn hóa đọc, bảo vệ quyền lợi của những người làm sách chân chính và phát triển văn hóa đọc trong thư viện. Ngày hội đọc sách cũng đã lan tỏa đi thông điệp, góp một cuốn sách để được đọc nhiều cuốn sách hay đến nhiều học sinh và giáo viên nhà trường. Đến nay, Hà Nam đã có 100% các trường tiểu học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, trong đó có trên 46% số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Sau hơn 20 năm xây dựng, đến nay mạng lưới trường tiểu học ở Hà Nam được quy hoạch hợp lý, ổn định. Các loại hình học tập được tổ chức phù hợp, cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy và học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập. Đến nay 121 trên 121 trường tiểu học tại Hà Nam được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trong đó có 56 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Duy Tiên và Thanh Liêm là hai địa phương có số trường đạt chuẩn mức độ 2 chiếm tỷ lệ cao nhất trong toàn tỉnh. Từ việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, những năm qua cho thấy chất lượng giáo dục đào tạo của Hà Nam đã tăng lên, trở thành tỉnh có nền giáo dục phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng nói riêng và cả nước nói chung. Mục tiêu của ngành giáo dục đào tạo Hà Nam trong năm 2018 là có thêm 68 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, chiếm tỷ lệ 56,2%. Đến năm 2020 có 80 trường, chiếm tỷ lệ trên 66%. Và đến năm 2025, 100% các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Hà Nam đạt chuẩn mức độ 2. Tại trường Trung học Cơ sở Châu Khê, thị xã Từ Sơn, Ban An toàn Giao thông tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức buổi tuyên truyền lưu động an toàn giao thông cho học sinh với chủ đề An toàn giao thông, hạnh phúc của mọi nhà và thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Sau một phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, hơn 1.200 cán bộ giáo viên và học sinh trường Trung học Cơ sở Châu Khê, thị xã Từ Sơn đã lắng nghe thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại và nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ý nghĩa đến từ các nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa tỉnh và giáo viên học sinh trường Trung học Cơ sở Châu Khê. Đây là dịp để mỗi giáo viên, học sinh luôn nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè, các thành viên trong cộng đồng chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 76 vụ tai nạn giao thông, làm chết 62 người, bị thương 24 người. So với cùng kỳ giảm 7 vụ, giảm 8 người chết và giảm 10 người bị thương. Trong đó, xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em, làm chết 3 người, bị thương 1 người. Ban An toàn Giao thông tỉnh tiếp tục kêu gọi, vận động các trường học trên địa bàn hãy vì niềm thương cảm những người đã mất để hành động về sự an toàn của những người đang sống, góp phần xây dựng môi trường giao thông ngày càng phát triển theo hướng văn minh, an toàn và thân thiện.
sau gần 20 năm hoạt động, câu lạc bộ nông dân với pháp luật phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình đã thực sự là diễn đàn để cán bộ hội viên học tập và nâng cao hiểu biết về pháp luật. Đây cũng là một trong những điểm sáng về tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật của tỉnh Ninh Bình thời gian qua. Câu lạc bộ nông dân với pháp luật phường Bích Đào có hơn 200 thành viên, trong đó có nhiều người đang kinh doanh nhà trọ. Do đó, không chỉ tuyên truyền phổ biến nội dung của luật mà trong mỗi lần gặp gỡ trực tiếp như thế này, ban chủ nhiệm câu lạc bộ còn hướng dẫn những thao tác và kỹ năng xử lý tình huống tốt nhất. Để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động, câu lạc bộ luôn chú trọng phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu của ban chủ nhiệm và các chi hội trưởng trong chấp hành và tuyên truyền quy định của pháp luật tới hội viên và nhân dân. Những hoạt động thiết thực của câu lạc bộ nông dân với pháp luật thời gian qua mà nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của hội viên và người dân trên địa bàn phường Bích Đào đã được nâng cao, nhiều mâu thuẫn được hòa giải kịp thời, đặc biệt là đơn thư khiếu nại tố cáo giảm dần. Hàng năm, Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định tiếp nhận khoảng 3.000 bệnh nhân, trong đó có khoảng 1.000 bệnh nhân lao, còn lại là các bệnh phổi ngoài lao khác. Trong số các bệnh nhân phổi ngoài lao, số bệnh nhân mắc bệnh liên quan tới hút thuốc lá, thuốc lào chiếm khoảng 60%. Để tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông về tác hại của thuốc lá nhằm thay đổi nhận thức và hành vi, thói quen của cán bộ công nhân viên, phát động phong trào không khói thuốc trong bệnh viện. Bệnh viện thường xuyên tuyên truyền tới bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về tác hại nghiêm trọng của thuốc lá đối với các bệnh liên quan đến phổi, nhắc nhở người bệnh và người nhà người bệnh không hút thuốc lá trong phòng bệnh, trong bệnh viện và nơi công cộng, hướng tới mục tiêu xây dựng bệnh viện xanh, sạch đẹp, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tác hại thuốc lá, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người dân và cán bộ y tế. Thời gian qua, Bệnh viện Phổi tỉnh cùng nhiều đơn vị, bệnh viện khác trên địa bàn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng liên tục đến cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về tác hại của việc hút thuốc lá, giám sát chặt việc hút thuốc lá tại các điểm trong khuôn viên bệnh viện. Thái Bình hiện quản lý trên 3.300 người nhiễm HIV, trong đó 26% là phụ nữ. Số bệnh nhân AIDS còn sống là hơn 1.400 người, số xã phường thị trấn là 252 trên 256. Ngành y tế Thái Bình tăng cường cải thiện chất lượng điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS, hướng đến mục tiêu người nhiễm HIV/AIDS được điều trị sớm hơn, được theo dõi, chăm sóc sát sao hơn cả về lâm sàng và cận lâm sàng, đảm bảo rằng người nhiễm HIV tuân thủ điều trị và ức chế thành công nồng độ virus ở mức thấp, không làm lây nhiễm HIV sang người khác. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thái Bình, các cơ sở điều trị thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm và điều trị cho người bệnh HIV có thẻ bảo hiểm y tế. Trung tâm phòng chống HIV/AIDS đẩy mạnh chuyển giao, áp dụng các kỹ thuật mới trong chăm sóc, điều trị HIV và methadone. Phối hợp với các dự án, tổ chức quốc tế triển khai hoạt động tiếp cận người nhiễm HIV/AIDS ngoài cộng đồng, đưa các bệnh nhân này vào chương trình điều trị tại các phòng khám ngoại trú trên toàn tỉnh. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có quyết định số 3253 ngày 13 tháng 11 năm 2018 yêu cầu nhà máy nước xã Phụng Công, huyện Văn Giang dừng hoạt động sản xuất nước sạch do kết quả kiểm định chất lượng nước của nhà máy không đảm bảo. Sau khi xem xét đề nghị của Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn về chất lượng nước của nhà máy nước xã Phụng Công, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định yêu cầu nhà máy nước xã Phụng Công dừng ngay hoạt động sản xuất nước sạch do kết quả kiểm định chất lượng nước của nhà máy có hàm lượng amoni vượt quá giới hạn cho phép, đã bị Sở Y tế xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu nhà máy chuyển sang mua nước sạch từ các nhà máy nước lân cận. Được biết, nhà máy nước sạch xã Phụng Công xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2015 từ nguồn vốn WB, có công suất 1.200 mét khối trên ngày đêm. Hiện nay nhà máy đang cung cấp nước cho 1.200 hộ của xã với công suất 800 mét khối một ngày đêm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương mới đây đã quyết định mức hỗ trợ kinh phí cho người có hộ khẩu thường trú, người cư trú thường xuyên tại tỉnh Hải Dương và người vô thừa nhận chết trên địa bàn tỉnh sử dụng hình thức hỏa táng. Cụ thể, hỗ trợ 100% kinh phí hỏa táng, không bao gồm chi phí vận chuyển cho trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, mồ côi, bị bỏ rơi tại các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, người vô thừa nhận chết trên địa bàn tỉnh.
hỗ trợ 4 triệu đồng đối với người mắc bệnh do virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch HIV/AIDS. Bệnh nhân Phong cùng các đối tượng bảo trợ xã hội được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng Tâm thần Người có công và Xã hội tỉnh, Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Xã hội tỉnh, đồng thời hỗ trợ mai táng phí 5,4 triệu đồng theo Nghị định 136/2013 của Chính phủ, hỗ trợ 2 triệu đồng đối với người có hộ khẩu cư trú thường xuyên trên địa bàn tỉnh, không thuộc các đối tượng nêu trên. Quyết định này không áp dụng đối với đối tượng là người có công. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.